trường viễn thông, công nghệ thông tin tại Việt Nam cũng như trên thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ và không ngừng phát triển, đòi hỏi các công ty công nghệ cần có những thay đổi nhanh chóng, cập nhật các xu hướng mới, nghiên cứu, phát triển và tạo ra các sản phẩm công nghệ phù hợp với yêu cầu đa dạng của khách hàng. VNPT Technology với vai trò doanh nghiệp chủ lực của tập đoàn VNPT trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và công nghiệp nội dung số, có tầm nhìn trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam và tiến tới trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu khu vực. Sứ mệnh của VNPT Technology là tạo ra các sản phẩm công nghệ chất lượng cao mang thương hiệu Việt, phục vụ mạng viễn thông công nghệ thông tin cũng như đông đảo cộng đồng. Tiền thân là các liên doanh Alcatel Network Systems Việt Nam, ANSV, giữa VNPT và Alcatel France, nay là Nokia, từ tháng 7 năm 1993, và Telecommunication Equipment, Telec, giữa VNPT và Siemens AG của Cộng hòa Liên bang Đức, nay là Nokia, từ tháng 7 năm 1995. VNPT Technology được thành lập vào tháng 1 năm 2011 bởi tập đoàn VNPT và các cổ đông chiến lược. Ngay sau khi thành lập, tháng 6 năm 2011, VNPT Technology đã mua lại phần vốn góp của các đối tác liên doanh khi đó là Alcatel-Lucent tại ANSV và Siemens Network Systems tại Telec. Tiếp theo đó, tháng 7 năm 2011, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vivas hoạt động theo mô hình công ty mẹ con. Năm 2015, công ty bắt đầu cung cấp các thiết bị đầu tiên ra thị trường. Năm 2016 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và chứng nhận thương hiệu quốc gia. Năm 2018, Cúp Vàng Giải thưởng Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương 2018, hạng mục Đổi mới sáng tạo trong phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực công nghiệp viễn thông cho nền tảng IoT Platform. Năm 2019, một số sản phẩm giải pháp của VNPT Technology như ONT, OLT, Mesh Wi-Fi đã có mặt tại các thị trường quốc tế như Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia, Hoa Kỳ. Năm 2020, danh hiệu Sao Khuê cho giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu. Trên nền tảng kế thừa toàn bộ nguồn lực, kinh nghiệm và văn hóa gần 20 năm của các công ty liên doanh trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển, dịch vụ kỹ thuật và sản xuất, VNPT Technology không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ ngày càng đa dạng. Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực như nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ, bao gồm cả phần cứng và phần mềm, góp phần cung cấp thiết bị, công cụ, phục vụ cho việc chuyển đổi số quốc gia, sản xuất thiết bị công nghệ điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống mạng viễn thông, công nghệ thông tin, công nghiệp nội dung số, thương mại, dịch vụ kỹ thuật ICT trong nước và quốc tế, chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp. Là công ty công nghệ, xác định nghiên cứu phát triển là nền tảng, VNPT Technology tập trung xây dựng lực lượng R&D với nòng cốt là đội ngũ kỹ sư trưởng thành từ hai công ty liên doanh. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phận R&D có số lượng kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ công nghệ chiếm trên 60% tổng số nhân sự của công ty. VNPT Technology cũng kế thừa từ Alcatel-Lucent và mở rộng hệ thống các phòng lab được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ và tích hợp giải pháp mạng. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế, VNPT Technology chủ động thiết lập hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ nguồn hàng đầu thế giới như Qualcomm, Broadcom, Intel, STMicro, Texas Instruments, NXP, MediaTek, Realtek, các hãng công nghệ lớn như Nokia, Ericsson, Microsoft, Oracle, Genesis. Ngoài ra, VNPT Technology còn hợp tác với các đối tác hàn lâm là các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các trường đại học lớn trong nước và quốc tế như Viện Fraunhofer, Focus và Wurzburg tại Đức, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghệ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Để hoàn thiện quy trình phát triển sản phẩm, tạo ra các sản phẩm dẫn đầu về công nghệ, đáp ứng nhu cầu thị trường, VNPT Technology đầu tư 5 dây chuyền sản xuất điện tử hiện đại, đáp ứng hơn 10 triệu sản phẩm mỗi năm. Các sản phẩm của VNPT Technology đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế và các thị trường khu vực như ISO 9001, TL9000, RBA, ROS. Cho đến nay,
VNPT Technology đã cung cấp ra thị trường trong nước trên 10 triệu thiết bị đầu cuối, thay thế 100% các thiết bị đầu cuối của VNPT, cung cấp hơn 6 triệu sản phẩm ONT và sản phẩm đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 phục vụ cho đề án số hóa truyền hình quốc gia, chiếm lĩnh trên 60% thị phần trong nước. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, phát triển các thị trường khách hàng tiêu dùng, khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước, với mục tiêu đạt trên 60% doanh thu của toàn công ty vào năm 2025. Định hướng phát triển sản phẩm của VNPT Technology là xây dựng các giải pháp tổng thể, bao gồm ứng dụng và thiết bị, phát triển các hệ sinh thái trên các nền tảng đã có, Telco Platform, IoT Platform, Digital Platform, áp dụng các công nghệ mới để tăng thêm giá trị cho các giải pháp hiện tại, mở rộng chuỗi giá trị ra thị trường doanh nghiệp thông qua các giải pháp IoT và chuyển đổi số doanh nghiệp, đẩy mạnh thị trường tiêu dùng với các sản phẩm giải pháp như smartphone, smart home, IP camera bảo mật, Wi-Fi mesh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong tập đoàn để tham gia vào chuỗi sản phẩm, dịch vụ chung của VNPT theo định hướng chiến lược VNPT 4.0. Hệ sinh thái sản phẩm của công ty được chia thành 3 nhóm. Sản phẩm chính gồm nhóm sản phẩm, giải pháp viễn thông, nhóm sản phẩm, giải pháp phục vụ doanh nghiệp và nhóm sản phẩm, giải pháp phục vụ cho gia đình và cá nhân. Nhóm sản phẩm, giải pháp viễn thông có thể kể đến các thiết bị phục vụ cho mạng băng rộng cố định như GPON OLT, GPON ONT, modem ADSL, ION CPE. VNPT Technology đã cung cấp hơn 6 triệu sản phẩm ra thị trường, phục vụ cho các dự án phát triển hệ thống viễn thông tại Việt Nam suốt hơn 25 năm qua. Nhóm sản phẩm giải pháp phục vụ doanh nghiệp tiêu biểu có thể kể đến như giải pháp mạng Wi-Fi tổng thể Wi-Fi Total Solution, bao gồm các thiết bị Wi-Fi Access Point đa dạng, mạng lõi Wi-Fi đầy đủ và các giải pháp triển khai, tích hợp linh hoạt, đáp ứng các yêu cầu xây dựng và mở rộng mạng Wi-Fi của khách hàng. Nền tảng OneIoT cho phép kết nối, thu thập, quản lý tập trung tất cả các loại thiết bị, đồ vật, tài sản thông qua mạng Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, tránh sử dụng hệ thống máy chủ IoT đặt tại nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh mạng. Nền tảng quản lý thiết bị One Telco Platform, quản lý thiết bị hợp nhất, hỗ trợ quản lý đa chủng loại, đa phương thức, đa nhà cung cấp. One Telco Platform giúp nhà mạng và nhà cung cấp dịch vụ tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng cũng như chi phí vận hành hệ thống. Nền tảng truy xuất nguồn gốc là một nền tảng quản lý và truy xuất vòng đời sản phẩm trong các chuỗi sản xuất nhằm hướng đến nền sản xuất minh bạch, thông tin tin cậy. Nền tảng đảm bảo tính chính xác và minh bạch thông qua việc ứng dụng công nghệ IoT, blockchain. Cùng với đó, VNPT Technology cũng đã nghiên cứu, phát triển và vừa cho ra đời sản phẩm máy tính an toàn, phục vụ chính phủ điện tử. Đây là chiếc máy tính đầu tiên của Việt Nam có bo mạch chủ được thiết kế và sản xuất hoàn toàn bởi các kỹ sư của VNPT Technology. Thiết bị còn được trang bị module bảo mật TPM 2.0, BIOS bảo mật và công cụ mã hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn cao về phần cứng và dữ liệu cho các ứng dụng quan trọng của chính quyền và doanh nghiệp. Nhóm sản phẩm giải pháp phục vụ cho hộ gia đình và cá nhân. Thiết bị Easy Mesh Access Point là điểm truy cập chia sẻ kết nối Internet tốc độ cao cho thiết bị người dùng với chi phí hợp lý, với các công nghệ mới nhất tối ưu hóa cho đặc thù thiết kế ngôi nhà Việt Nam. Hệ thống quản lý OneLink giúp quản lý và điều khiển thiết bị tập trung từ xa, được sử dụng để quản lý các thiết bị Mesh IP. Giải pháp Fixed Wireless Access phát sóng Wi-Fi cho các thiết bị cá nhân, đồng thời kết hợp với Mesh Wi-Fi tạo trải nghiệm dịch vụ đồng nhất cho người sử dụng. Giải pháp phù hợp triển khai ở các khu vực chưa có cáp quang như vùng sâu, vùng xa, mật độ thuê bao thấp, tòa nhà độc quyền hay khu đô thị yêu cầu ngầm hóa. Thiết bị đầu cuối truyền hình như Smartbox là thiết bị học tập, giải trí tập trung dành cho gia đình với nhiều phiên bản khác nhau, trong đó cung cấp gần 2 triệu thiết bị cho dịch vụ MyTV của VNPT. Dòng điện thoại smartphone Vivas Lotus tự hào là dòng sản phẩm smartphone đầu tiên được nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Việt Nam. Hiện đã có phiên bản thứ 5. Giải pháp camera giám sát One Vision gồm thiết bị camera giám sát có độ bảo mật cao bởi cả chip mã hóa phần cứng và phần mềm, cho phép người dùng theo dõi hình ảnh và âm thanh. Giải pháp được ứng dụng trong giám sát ngôi nhà, giao thông, phương tiện và an ninh công cộng. Giải pháp ngôi nhà thông minh One Home là giải pháp IoT mang lại cuộc sống tiện nghi thoải mái trong chính ngôi nhà của bạn. Với hệ thống công tắc và cảm biến thông minh tự động mở cửa, bật đèn, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, hệ thống thiết bị báo cháy, báo khói, camera thông minh, hệ thống cảm biến thông số môi trường.
Giải pháp nông nghiệp thông minh One Farm là giải pháp IoT hỗ trợ nông nghiệp qua hệ thống cảm biến và camera liên tục cập nhật thông tin quản lý về quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, thành phẩm, thu hoạch, vận chuyển, phân phối về cho người sử dụng. Từ đó, người dùng có thể giám sát từ xa quá trình vận hành và điều khiển các hệ thống hỗ trợ. Là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực công nghệ công nghiệp, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam, VNPT Technology ngày càng nỗ lực tập trung nghiên cứu, phát triển ra các sản phẩm, giải pháp công nghệ tối ưu, phục vụ thị trường nội địa và từng bước chinh phục thị trường quốc tế. VNPT Technology cam kết sẽ mang tới các sản phẩm và giải pháp công nghệ chất lượng cao, hậu mãi tốt và đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng. VNPT Technology, công nghệ cho cuộc sống.